Shop MD Sài Gòn kính chào cả nhà. Trước mặt cả nhà mình đó là album Vol 4 của Phương Phương Thảo cả nhà ha. Tiếp nối sự thành công của album Vol 1 ha. Cho người tình lỡ, album Vol 2 yêu em một đời cả nhà ha. Và album Vol 3 lệ xa người. Hiện tại thì lệ xa người bên trung tâm Audio Space đã hết đĩa cả nhà. Chỉ còn đĩa 1 và đĩa 2 thôi. Đĩa 1 150 và đĩa 2 là đĩa đôi là 300 cả nhà ha. Thì Phương Phương Thảo cùng với Audio Space tiếp tục ra mắt album Vol 4 cả nhà. Đây là một cái album mà được đầu tư về phần nhạc rất là nhiều cả nhà ha. Đó, đầu tư lớn. Cho nên cái đĩa này được bán với giá là 450 ngàn cả nhà ha. Trong này có 8 bài. Những cái bài này thì cũng là quen thuộc nhưng mà được hòa âm phối khí cũng như là được đầu tư rất là chỉnh chu. Thì hôm nay em sẽ cùng cả nhà mình đi nghe một bài ha, bài số 1 ở trong cái đĩa này. Cái đĩa này nó gồm có 8 bài cả nhà ha. Nỗi nhớ dịu em, lối cũ ta về, bên em là biển rộng, phố mùa đông, khoảnh khắc, đếm lá ngoài sân, muộn màng là từ lúc ha, và đêm nằm mơ phố của nhà ha. Thì hôm nay em sẽ cùng cả nhà mình đi nghe cái đĩa này ha, bản demo, đĩa 1 và bài số 1 trên cái đầu Super SACD 8004 cả nhà ha. Con này thì nó là vừa CD vừa có chức năng giải mã cả nhà ha. Mình có giải mã cổng quang vào nè, cổng đồng trục vào nè, có cổng USB ở phía sau ha để kết nối với máy vi tính ha, có cổng USB ở phía trước ha để đọc được USB, và cái đặc biệt chính của nó đó là đĩa SACD cả nhà ha, đọc được SACD. Hiện tại thì SA 8004 cùng với khiển zin ha và dây nguồn zin bao cả nhà mình test chức năng trong một vòng 10 ngày được em bán với giá 10 triệu cả nhà ha. Nếu cả nhà mình cần bảo hành thêm 90 ngày miễn phí nữa thì em sẽ cộng cho em thêm 1 triệu nha. Dạ. 10 triệu là cả nhà mình chuyển cho em thì em sẽ miễn phí ship toàn quốc cho cả nhà mình. Rồi, đó là thông tin sơ lược về đầu SA 8004. Bác nào muốn tìm hiểu kỹ hơn thì em sẽ có clip ha, em đã có clip rồi, giới thiệu rồi. Thì bây giờ mời cả nhà mình cùng nghe một cái bài ở trong cái album mới này của Phương Phương Thảo ha. Mình sẽ nghe trên cổng quang trước nè, xong rồi mình nghe trên USB ha, và cuối cùng là mình nghe trên đĩa CD để xem mà khi mà nó cùng một bài hát ha, cùng một cái đầu thì nó sẽ thể hiện như thế nào nha cả nhà. Mời cả nhà mình cùng em nghe nha. Thank you.
rơi rơi. Vừa rồi đó là mình nghe trên cổng quan xuống cả nhà ha. Bây giờ mình sẽ nghe ở trên USB cả nhà. USB cả nhà ha. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển qua mình nghe trên đĩa nha cả nhà. Mình sẽ nghe ở trên cái đĩa. Mời cả nhà mình cùng nghe đĩa. Đây là cái đầu SACD có chức năng giải mã cả nhà ha. Cho nên cái phần mà đĩa nó luôn luôn là được ưu tiên cả nhà ha. Luôn luôn là được ưu tiên. Các cái phần mà cái bộ cơ chính của nó, cái bộ chính của nó vẫn là CD. Cái chức năng giải mã là chức năng thêm cả nhà ha. Rồi em mời cả nhà mình nghe nha. Khi bóng đêm về
quanh đời tiếng mưa thật êm. Còn em ngồi đây nỗi nhớ đong đầy trốn trong bóng đêm dịu êm. Mình nghe thấy như thế nào ạ? À? Cả nhà mình nghe cái giá 450 thì cả nhà mình nghĩ là nó đắt ha. Nhưng mà em nghe ở trong này âm thanh ngoài những cái nhạc cụ thông thường ha, mình còn có thêm cả dàn nhạc giao hưởng nữa cả nhà. Và sự đầu tư âm thanh này xứng đáng với cái giá 450 theo em. Theo em thì em nghĩ là xứng đáng cả nhà ha. Không có đắt. Âm thanh mình nghe cực kỳ hay. Rất là tuyệt vời cả nhà ha. Đặc biệt được thể hiện trên cái đầu SA8004 nữa. Tất nhiên là theo em đánh giá cả nhà ha, thì cái phần CD nó sẽ nhỉnh hơn cái phần nhạc số, nhưng mà nó cũng không có nhiều cả nhà ha, xem nhau 9-10 cả nhà, khó mà phân biệt nếu cả nhà mình để ý kỹ mới cả nhà mình mới nghe được là rõ ràng là nó có cái khác biệt, nhưng mà cũng phải kỹ lắm cả nhà ha. Thì đúng rồi, một cái đĩa CD cả nhà mình mua vài trăm ngàn chỉ để nghe một hai bài và một cái USB nhạc số 800 bài hát chỉ có 400 ngàn thì nhạc số thì chắc chắn là nó sẽ không thể nào so sánh với CD, nó chỉ ngang ngang thôi. Thế được rồi, dạ. Bác nào quan tâm thì liên hệ với em theo số điện thoại ở đầu clip ha. Em xin chân thành cảm ơn cả nhà mình đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh MD Sài Gòn. Em xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình trong các clip sau. Cả nhà mình lưu ý giúp em là nếu mà mua đầu thì cả nhà mình chuyển tiền cho em ha, đặt cọc 15% giá trị máy nhận hàng trả tiền thì em không bao ship. Nếu như mà chuyển khoản hết thì em sẽ miễn phí ship cho mình. Đầu SA8004 này được em bán ra cùng với khiển zin và dây nguồn zin với giá 10 triệu cả nhà ha. Cả nhà mình muốn bảo hành thêm 90 ngày nữa thì thêm cho em 1 triệu nữa ha. Dạ, thì em sẽ bảo hành cho cả nhà mình thêm 90 ngày nữa. Còn không thì trong vòng 10 ngày đầu tiên cả nhà mình có bất kỳ phát sinh lỗi nào em sẽ đổi cho cả nhà mình một cái đầu mới hoàn toàn. Đó, đó là chính sách bảo hành của bên shop MD Sài Gòn. Cả nhà mình muốn không bảo hành cũng được, muốn có bảo hành cũng được ha. Dạ, muốn sao em điều chiều cho cả nhà mình nha. Dạ, rồi. Một lần nữa xin cảm ơn
cả nhà mình đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh MD Sài Gòn. Em xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình trong các clip sau ạ.